chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Chiều ngày 21 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công bố các quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương và giữ chức trưởng Ban Dân vận Trung ương. Theo đó, tại quyết định số 1488/QĐ-NSTVK ngày 16 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại quyết định số 1489/QĐ-NSTVK ngày 16 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương giữ chức trưởng Ban Dân vận Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúc mừng hai đồng chí vừa được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Dân vận Trung ương là các cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự trưởng ban là cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính đều là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đồng chí Trần Lưu Quang phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế, xã hội. Đồng chí Mai Văn Chính phát huy kinh nghiệm công tác đảng dày dặn của mình, cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn và tin tưởng cả hai đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, của Ban Dân vận Trung ương đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan ủng hộ, giúp đỡ hai đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin tưởng, giao trọng trách của Bộ Chính trị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng phân công nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Các đồng chí bày tỏ, luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đồng chí khẳng định sẽ luôn rèn luyện không ngừng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, góp ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của nhân dân. Chiều ngày 21 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và trao quyết định. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao các quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1. Như vậy, đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11
nhiệm kỳ 2020-2025 đã được kiện toàn gồm 15 đồng chí. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc mừng 4 đồng chí vừa được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá quá trình phấn đấu, trưởng thành của từng đồng chí và tin tưởng giao trọng trách cho 4 đồng chí. Đây là niềm vui chung, vinh dự lớn và trách nhiệm nặng nề, trước hết là đối với 4 đồng chí và sau đó là Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm 4 đồng chí tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với trọng trách mới, góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh trí tuệ để tiếp tục thực hiện trọng trách mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giao. Đại diện các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, luôn phấn đấu và nỗ lực, cố gắng hết sức mình làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên cam kết sẽ không ngừng năng động, sáng tạo, trực tiếp điều hành hoạt động của cơ quan đơn vị, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945 ngày 2 tháng 9 năm 2024. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 dàn pháo hoa tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật. Cùng với đó là điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, gồm 90 dàn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì, liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, đảm bảo đạn pháo để thực hiện, thành quyết toán kinh phí theo quy định. Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và Thành phố Thủ Đức, các địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên, cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa tại các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Công an Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Chú ý tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn pháo hoa. Đồng thời triển khai phương tiện xe chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa đến các địa điểm bắn pháo hoa và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 10, 11, Bình Thạnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn quá trình vận chuyển thiết bị và đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Đồng thời, tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai các địa điểm bắn. Bên cạnh đó, tổ chức thăm, động viên các pháo thủ trước thời điểm bắn pháo hoa, tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ phù hợp gần điểm bắn để người dân xem trước khi thực hiện bắn pháo hoa. Trưa ngày 21 tháng 8, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông tin, sau 5 ngày mất tích trong rừng sâu, cháu L đã được người nhà, họ hàng, người dân cùng lực lượng chức năng tìm thấy. Cháu L sinh năm 2018, là con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhễ và chị Lý Thị Phái ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, cháu L bị mất tích do đi lạc từ chiều ngày 17 tháng 8, sau khi cùng người thân đi ăn cỗ rằm tháng 7 tại nhà họ hàng ở xã Lâm Giang. Trên đường trở về nhà, L cùng 8 người bạn dừng chân tại một khu đồi để hái hoa trái nhưng sau đó lại rẽ sang đường khác để đi thì bị mất tích. Từ chiều ngày 17 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang huy động khoảng 100 đến 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn và người dân địa phương, chia làm nhiều tổ, nhóm tỏa theo khắp các hướng để tìm kiếm cháu bé. Đến ngày 21 tháng 8,
cháu L được một người dân phát hiện trong khu rừng thuộc xã Lan Thiếp, huyện Văn Yên, cách nơi cháu mất tích gần 20 km. Ngay lập tức, cháu L được đưa đến trạm y tế để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 20 đến sáng ngày 21 tháng 8, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa to diện rộng kèm sấm, sét. Vùng mưa lan sâu xuống tỉnh Thanh Hóa. Từ sáng đến chiều ngày 21 tháng 8, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục mưa. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực miền Trung vẫn nắng nóng thêm nhiều ngày nữa. Còn Bắc Bộ có mưa gió đến ngày 23 tháng 8, dự báo có nơi đạt lượng mưa trên 230mm. Ngày 21 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang thông tin, do mưa to nên đêm 20 tháng 8, một phụ nữ trên đường đi làm về qua cầu tràn đã bị lũ ống cuốn trôi cả người và xe. Nạn nhân là chị T, sinh năm 1997 ở thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đến sáng 21 tháng 8, chính quyền xã Tân An nhận được tin báo của gia đình về việc người nhà đi làm tại nhà máy chưa thấy về. Địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và tìm thấy người trôi cách cầu tràn 4 km. Cũng trong đêm 20 tháng 8, một nữ sinh trên đường đi học về đã bị cây gãy trong cơn dông, rơi trúng người gây bất tỉnh tại ngã ba đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cũng báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tình trạng đường đi xóm thôn, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn vừa bị sạt, gãy, đoạn dốc gió với độ dài khoảng 35 mét khiến giao thông tê liệt. Còn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh báo cáo, ngày 21 tháng 8, các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 18B, đoạn qua bản Tài Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Đây là tuyến đường dẫn từ quốc lộ 18A lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tại hiện trường, mặt đường nhựa đã bị sụp, tạo một hố sâu hàng chục mét, xâm lấn 3/4 bề mặt quốc lộ. Các loại xe cộ, gồm xe kéo container, không thể qua lại. Tại tỉnh Bắc Giang, nước lũ sông Thương ở trạm thủy văn Cầu Sơn đã dâng lên báo động 1 vào sáng ngày 21 tháng 8. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh báo động số 1 và cảnh báo nước lũ có thể lên thêm nếu có mưa to đến ngày 25 tháng 8. Chiều ngày 21 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy của Hồ Tuyên Quang và yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đóng hai cửa xả mặt của Hồ Thủy điện Thác Bà.